Rồi, em xin chào nhà nha. Hôm nay em lên thêm lô mới cho nhà chọn ha. Thì bên em vẫn là cọc chuyển khoản mới đi hẹn nha. Còn nếu tin tưởng em á, chuyển khoản hết bên em bao ship ha. Rồi đầu tiên một con CK đi. CK là thương hiệu của Mỹ nha. Con này máy thủy ha. Thường mới là máy vàng máy thủy cho nhà xem máy luôn nè. Đây nha. Đó, bên em là bán máy vàng gì ha. Máy Swift nè, V8 nè. Này là 5 review gì nha. Ten là gì ta, 4 hay 5 view gì đó, tức là trong máy có sẽ là có 4 viên ruby hoặc 5 viên ruby nha. Máy vàng to nha, máy to ha. Rồi con này thì full đen luôn, toàn thân đen hết. Dây da xịn lắm nha, này da xịn ha. Con này độ mới còn cao lắm. Thì cái này cái khóa này cái nhà lắp theo cái mấy cái lỗ nè, giờ tới giờ lùi thôi, giờ tới giờ lùi là mình lắp vô đúng cái tay của mình thôi. Rồi để em mở nó ra cho nhà xem vậy chồng nha. Dây còn rất là mới ha, mấy dây xịn nha, đeo biết biết nhau hư nha, rất là bền luôn. Dây xe cao nữa nè, ở ngoài lớp da xịn ha, chưa có bong chóc gì. Chung này độ mới nó tầm hàng si thì này cũng mới, hàng si tám mấy phần trăm nha, gần 90% đi, 88% đi, chứ hàng si mình báo gì rồi vừa rồi. Đây dây khóa zin nữa ha, chưa bong chóc. Mặt sau đây thì kiểu dáng vuông tăng, ở sau thì uy tín này, bắt bốn ốc thấy uy tín rồi nè, bắt bốn ốc nè, nè Ca Van Hin ha, viết tắt là CK Sweet Mask nha, chống nước ba bát, tức là rửa mặt đi mưa nhẹ được ha, nhưng mà hàng xây lưu ý không bao nước nha. Ở bên hông kính lồi, kính nó lồi theo đồng hồ luôn, kính không có sức mẻ gì nha, không sức mẻ nhưng mà nhìn nè, có vết lông mèo đây có báo nha. Đó, để anh em mua về dù mình à, có vết lông mèo xíu này kiểu nhẹ thôi, không có đáng kể đâu, này nếu mà anh em kỹ á, muốn đẹp luôn phải bu lia nhẹ, còn thôi hàng xi cứ nghĩ để gì nha, để xài bình thường ha. Đây còn rất mới luôn. Lịch lọc góc 6 giờ nha, Swiss mat nè, mặt của nó là đen nhám à, cọc số thép trắng nhuyễn ha, kim đầu kim như có dầu quang ha, bên hông. Rồi xe ngang của nó đem đo coi, con này xe ngang như 41 nha, đứng 49.5 mỏng 106 nha. Rồi, con này em bán 1350 đi, chiều 350 nha, mới nhà mua con này bèo phải như 6 triệu mấy nha, 6 triệu mấy anh em đã từng mua mấy con này biết ha. Dây thì về nè, em có báo rồi nè. Đó. Về cứ lắp cái đúng đúng cái lỗ dây của mình thôi, gì nè, nó dù tay mình cỡ nào. Đó, đem lên tay cho nhà xem ha, dù lỗ lỗ này lỗ thứ hai thôi. Đó, lên tay nè. Đó, y vậy nha. Đó, rất chắc luôn. Này cho anh em kiểu tay to xíu nha, con này tay nếu mà khuyến cáo 17 đi, 17 đổ lên đeo mấy form này nha. Nó anh em mà tay to mà làm việc văn phòng hoặc là thích đeo dây da đám tiệc gì, từ cái CK nè, nhà đeo cái thương hiệu nó là biết nó sang rồi. Rồi 1350 ha, ai kết chụp hình trên Zalo cho em, mã C8228 nha, C28 ha, 1350. Rồi em lên cho nha một con xì quá Swiss siêu mỏng, anh em hay sưu tầm xì quá Swiss chuẩn thì sĩ là mấy này nha. Con này thì độc lạ, cái siêu mỏng nha, rất là mỏng luôn, mỏng như cọng dây nha. Đó, độ mới cao ha, dây khóa bằng thép, dây khóa zin đó nha, zin nó hết rồi nè, xì quát. Cọc số học trò ha, hai lồng, thiết kế cũng độc, lộ máy nha. Thì anh em hay hỏi máy xì quát, xì quát thị sĩ nè, sẵn lộ máy coi luôn nha. Máy nhìn chắc ha, máy to nguyên hết nguyên cái đồng hồ luôn, rất là mỏng. Thì con này nó là bộ máy mỏng rất là xịn sò, nó sẽ xài cục pin rất là tốt nha, pin xịn mới được nha, pin cái 100.000 rồi đó. Này máy V8 này, máy V8 Swiss Match nó, anh em hay hỏi máy thụy sĩ như sao coi. Bên em hàng nào bán gì nha, máy nào bán máy đó yên tâm nha. Dây khóa nè, bán đúng giá trị cho người ta thôi, ví dụ máy thời trang thì bán đúng giá trị nha, chứ thời trang bán cứ đè máy Nhật bán mắc về người ta kiểu mua không đúng giá trị á. Quan trọng mình bán là mình có dám nói thật hay không ha. Xe ngang của nó luôn là 33.7 gần 34 đi.
đứng luôn là 37.7 mỏng nha. Mỏng 34 à, rất là mỏng ha. Mà dây thì dài, dây thì so với cái mặt này dây 17 gì là quá dài nha, mà 17 em đeo được mà. Đó, lên tay nè. Rồi, con Swatch Swift chuẩn thị 650 nha, 650 mã C26 ha. Tùy theo độ mới nha, tùy độ mới mình chốt con đồng hồ á. Gần 90% mà. Một con này nha. Con này thương hiệu Elgin, thương hiệu Mỹ, này thương hiệu nổi tiếng này. Con này thì nó có ghi như này nha. Nó ghi là Platinum, tức là vàng trắng là bạch kim á, nhưng mà em không biết nó là nó mạ chỗ nào nha. Nhưng mà toàn thân nó là hộp quá trời luôn. Mấy hộp nè. Đó. Con này thì em có báo ha, để anh em mình nhận hàng, tùy em quay về nha thấy nè. Đó. Nhận hàng cho nó đúng sự thật. Đó. Đó. Nhận hàng nói chung độ mới này tám mấy trăm, gần 90% á, nhưng mà có cái là kiểu mấy cái hộp này nè, thường là đính là nó cũng hơi nè, hơi vàng xíu. Dù anh em có về có nước tẩy trang á cho xì ba được. Thì hàng si của em về thì em có sao để vậy. Chỉ là vệ sinh thôi. Toàn thân đó nè, chưa có rớt hộp nào, nhưng mà nó có hộp nó vàng nè, hộp này như hộp này hơi vàng nhẹ nè, vàng nhẹ nè. Đó. Để khi anh em mình nhận hàng rồi con đồng hồ báo mới quá như về nó có vết thời gian xíu nữa cũng không hay ha. Bên hông thì đẹp, mấy này mấy cái nước si hình như mấy này là mạ vàng nha. Như theo em nghĩ á, là mấy cái này nè, mấy dây này nó sẽ là mạ Platinum 999 là gì đó, 0.5 cọc số, số có đính đá 2 4 6 8 10 viên đá ha. Này cũng đính đá vòng vòng nè. Được con này cái là lịch gốc 3 giờ nè, lịch ngày nè, lịch thượng là lịch thứ nè. Cọc số cũng phối la mã này rất là độc nha. Thường là em sẽ nghĩ là mấy này là kiểu nó mạ Platinum, là tức là vàng trắng, tự nhìn cái dây nó sẽ khác mấy con bản thép nha. Thấy không? Như cái đốt cuối cùng là đốt thép này, như thấy nè, đốt cuối cùng đốt thép nè, thấy dây nha, đốt kế bên là đó. Thì em cứ ba em nghĩ là báo vậy thôi, chứ thật sự nó cũng có ghi là Platinum, nó còn biết nó mạ chỗ nào thì không biết ha. Rồi, mặt sau đây. Đáy sấy nha, uy tín con này mới lắm nè, nó ghi nè. Phaine gì Platinum, tức là sẽ có một cái vàng trắng gì đâu ha, nó sẽ mạ ở đâu đó. Đây, thông số nè. Thì cái thương hiệu Elgin nha, biết nó sẽ thương hiệu xịn sò nha, dây mặt trong nè. Trong thì cũng có kiểu nó mạ vàng mà kiểu nó râm 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 xíu, không đáng kể đâu. Này mặt trong mà. Đó, vẫn đẹp, vẫn báo ha. Con này mới gần 90% á. Rồi dây thì còn ok, dây thì so với cái mặt thì dây thì 17 mà hở vậy là biết nha, 18 vừa vừa ôm luôn á. Đó, là dây so với mặt thì không ngắn không dài ha. Kính không sứt mẻ. Có cái lúc góc 3 giờ không biết kính sapphire không ta. Thường mấy này thì nó phối gì chắc nghĩ kính sapphire nhưng mà không bao nha, tự kính đẹp lắm. Độ mới cao. Rồi anh em mà thích đeo nổi nổi ha. Đám tiệc. Đó, đeo đám tiệc như nọ. Chốt mấy này đúng luôn, rất là sang nha. Tự nó toàn thân nó cũng đính đính đá toàn thân luôn. Khóa dập hiệu Elgin. Rồi em có báo nha, rõ ràng nha, để mất công về anh em mình hô con đồng hồ đẹp như có mấy cái hộp này, ha. Báo rõ ràng ha, thì giá sẽ bình dân thôi. Xe ngang của nó luôn là 35, chiều đứng luôn là 43 mỏng nè, nó 9 ly 2. Rồi con này em bán 850 nha, 850k ha, tiền nào thì của nấy thôi. Con này mà đẹp xuất sắc nha, phải bỏ 1 triệu 2 mấy, gần 1 triệu 3 nha. Anh em đã từng mua bên em những cái mẫu mà phun đá vàng hoặc là bạch kim, màu trắng bạch kim gì là thấy à, biết ha, độ mới. Máy Nhật nha, máy Nhật nha. Cái này hỏi máy gì, máy Nhật nha, lịch thượng nha, thượng lịch gốc 3 giờ. Rồi 5 850 mã C27 nha, 850k C27. Rồi một con Casio, con này dòng gờ sóc sóc. Thì con này nó có tình trạng nha, thấy nha, thấy cái điện tử không ở ngày, nhưng mà kiểu ảnh dòng lâu đời về kiểu dòng bản nội địa mà, để em coi nó lắp ráp đâu vậy? Sao băng hát chuẩn nội địa đó, gờ sóc đời đầu nó vậy nha. Nó có mã là Casio GW 101600 TDT đó, chụp hình cái nha, chụp hình chỗ này nè, cái khúc thông số nè, cứ bấm Casio ha, GW đó, đóng thông số là gan này thôi. Con này thì cái mặt sau nó là mạ rơm, thì nó có cái tình trạng nha, thấy nha, một nhìn nè, thấy chữ thấy số nè, nhìn góc này nè, nó kiểu nó hơi lem lem nhưng mà vẫn nhìn bình thường nè. Bấm để chuyển nè, này là xe, này là xem thứ nè,
Này xem giờ nè, nói chung vẫn xem được, nó dây nè. Rồi, này là quay lại thứ nè. Vẫn bình thường nha. Bấm này, đó. Xem mua gì thế giới nè. Đó, này bấm giờ thể thao nè. Báo thức nè. Hát xét chỉnh kim nè. Nó quay lại giờ bình thường nè. Nó thì nó tình trạng nó vậy thôi. Còn tất cả chức năng thì ok hết. Đặc biệt con này nó có đèn tự động ha. Tối nhà lắc tay lên nó đèn tự sáng, đèn hai bên nha. Đó, đèn tự sáng. Đó. Hay ha. Vậy nút đèn thì giữa. Nút đèn thì giữa nè. Mặt của nó kiểu hơi xanh ấy xíu. Độ mới nè. Dây khóa nè. Dây khóa zin đó ha. Đây nha. Casio mặt sau đây. Rồi sóc. Đó. Rồi con này thì tình trạng nó có báo nè. Nói chung là anh em mà không quan trọng mấy cái kiểu nhìn được chứ không phải do anh lâu đời thì nè, mình nhìn nhìn một góc nào nó sẽ hơi mờ xíu nhìn nè. À, bình thường em có báo trên đây ha. Để anh em mình nhận hàng cho đúng hàng đó nha. Kính thì không sức mẻ, dẫn báo vết lông mèo. Giờ thế giới giờ thao báo thức các kiểu ha. Đặc biệt con này nó xài được hai dòng pin nha. Sau này mà hết pin cứ lắp bình thường xài được hết nha. Mấy chú mà hay sưu tầm Casio rồi sóc rồi đó. Rồi dây thì gì nè, đúng 17 luôn. Đó, 17 tay 17 như em nè, đeo nè. Đó. Rồi khuyến cáo đúng 17 nha, đúng tay 17 nha. Để em công về đeo không vừa nữa. Cái này form này cho mấy chú mà đứng tuổi sưu tầm được. Độ mới, nó hàng xưa mà nó còn mới nè. Rồi sóc mày kiểu dòng đời dây đầu của người sóc á. Đó. Bản nội địa luôn, chuẩn nha. Xem độ mới nè. Đó. Rồi con này thì tình trạng nó vậy em sẽ bán là 450 thôi. 450k mã C29. Đó. Chú nào mà không quan trọng mấy cái này nè. Coi vẫn bình thường nha. Mà có cái hơi mờ xíu. Nó báo thật cho anh ta ha. Xi ngang 46 mỏng nè. 16.9 nếu mà cái nhà đo không không đo cái hay nó cũng 45 vậy. Nó cũng tròn vo vậy nè. Đó. Nhìn đúng thể thao là hầm hố nó đó. Rồi 450 thôi. C29. Tiền nào của nấy. Rồi một con to hầm hố luôn. Con này thì dành cho những em mà thích kiểu to á, đeo chạy mô tô rồi đó, nó hầm hố. Cái này giá trị mấy con này cái nhà cứ sạch là Nissan. Nissan 6 kim nha. Nissan to 6 kim là ra mấy này thôi. Mới mấy này phải 8 triệu mấy 9 triệu nha. Đó. Cũng cứ chụp hình sạch Google vậy nè. Chụp hình sạch Google camera là ra thôi. Khỏi cần bấm Nissan gì đó. Niền xay ha. Dòng này chống nước tới 300 mét. Thì thường anh em sưu tầm với lại mấy chú mà hay thích kiểu đeo to hầm hố nó liền xây núm cổ chai hết à. Này núm cổ chai vặn chỉnh giờ để vặn bấm thể thao cho nhà xem full chức năng nha. Có nhiều anh em hỏi chạy thì vậy full hết nó bán được. Bấm thể thao kim lớn chạy nè, bấm ngừng nè, reset. Cách reset máy này là cứ báo em có hướng dẫn một cái video riêng để chỉnh giờ reset tất cả dòng 6 kim. Có nhiều anh em xài 6 kim không không biết chỉnh kim ha, núm giữa với núm cổ chai luôn. Rồi con này thì kim rốn nó gốc 12 giờ đang chạy nè, thấy không? Này 24 giờ chỉ ngày đêm nè. Này bấm thể thao là 60 giây nè, 60 phút á. Này lịch lọc gốc 6 giờ nha. À, mặt trắng ha. Kim có dạ quang thôi. Này kim có dạ quang ha. Dây khóa bản thép. Nissan nhập hiệu hết rồi. Rồi mấy con này thường giá trị sưu tầm nhiều. Cái nắp sau uy tín á, mới. Dây thì còn dài so với dây này cũng 19 được nha, 19 nha, 17 mới dư nè, ba ngón. Chính đeo vừa ôm luôn á. Thì mấy cái form này cả nhà cứ đeo ôm vậy nè, để mình khi mình lắc tay đi theo nha. Còn mà đeo lỏng như vậy là thua nè, lỏng gì nè, lắc khó chịu lắm nha, khó chịu. Này thì nặng rồi. Là một con Nissan thương hiệu Mỹ nha, máy Nhật. Xe ngang của nó 51 đi nha, 50.9 51 đi. Nha. Mỏng thì có 15. Dày 15 á. À, đứng luôn là 60.8. Ốc này còn nguyên xây hết nha. À, kiểm tra ok rồi. Rồi 1 triệu 250 mã C30 nha. 1 triệu 250 ha, C30. Rồi điện tử thập niên 80-90 nha. Con này mới tinh thiếu cái hộp thôi. Có nhiều anh em mua mấy cái con này hàng xây thì quá hời nha. Con này thì pin zin đó luôn. Pin zin từ Nhật về sẽ là vậy luôn nha. Chưa có thay pin vậy nè. Chưa có dấu gì thay pin đó nè. Con này được cái lắp ráp ở đâu? Thái Lan nha, lắp ráp Thái Lan ha, mã Casio F994W ha. Mặt sau thấy không? Thì nói chung mấy con này giờ ở nhà mua ví dụ có mắc hơn 50% thì cũng tùy cái độ mới thôi. Chứ thật sự mới con này ở nhà mua ở Việt Nam cho mấy bé đã từng mua 750 800 ngàn rồi. Đó.
Đó thì hàng si nó còn nó chỉ là thiếu cái hộp thôi nha, nó mua giá gì quá hời nha. Nhìn em vô Chili chỉ mà 50 trăm nha, đồng hồ bán giá trị gì rồi, mình bớt ta nữa, người ta chuyển khoản bao ship nữa, lấy gì người ta ăn nha. Mình phải nhiều lúc mình phải thông thái xíu ha. Có nhiều em cứ vô có 50 trăm mà Chili trả giá không bán thì nói tới nó lui không hay nha ơi. Đó nên mình cứ cân nhắc kỹ ha, giá thì em thấy hợp lệ thì mình chốt. Thằng xin đó quá quá rẻ rồi nên nó mình mua có mắc hơn 50 trăm rồi cũng không có mắc đâu. Thì cái này con này ngày xưa mới nhà có con này, cả nhà đeo quá. Đi học rồi nó cũng VIP thập niên 80 90 thì đang ngày tháng thứ bình thường nè, này có chức năng gì alarm báo thức, bấm giờ thể thao, chỉnh giờ, đó, đèn này nó vậy thôi. Cái dòng xưa nó là cứ gì tới lui thôi mà nó siêu bền ha, siêu bền nha. Xe ngang của nó luôn là 34 đứng nè, 37 mỏng, 83. Cái cục pin zin nó nhà xài như 345 gì luôn á, pin xịn nó luôn á, thông số đầy đủ á. Con này 350 mã C31 nha, 350k C31 mới thiếu cái hộp thôi. Rồi anh em muốn mua rẻ hơn vẫn có nè, cũng cái vậy luôn, cũng dán gì luôn mà bản dây thép độ mới này thì coi sau không có qua đựng đó rồi. Casio nè, nước si thì vẫn còn đẹp. Nó anh em thích bản dây thép giá bình dân hơn xíu thì chỉ có mấy con này đó, tiền nào của nấy chứ không phải con nào cả nhà cứ thấy ở con này sao giống nhau mà mắc hơn cứ mua hai con về so sánh thôi nha. Casio nè, A158W lắp ráp linh kiện của kiện Nhật, lắp ráp nhà máy China nè, nó phay xước nè, dây khóa nè. Rồi, anh em muốn đeo bản thép cái chốt này cũng là pin từ Nhật về vậy luôn nha, lên tay nha. Chung thì nó không quan kia thôi nhưng mà độ mới thì phải 80 đó, 80 cái vậy thôi, đeo vẫn là đẹp chán ha. Giờ ngày tháng thứ bình thường nè, báo thức nè, bấm giờ thể thao nè, bấm ngưng reset đó. Quay lại giờ bình thường cái vậy thôi, cái thì cứ mấy dòng chỉnh giờ nè. Đó, cái dòng ngày xưa huyền thoại này nó cũng xây tới xây lui vậy thôi, đèn rồi xi ngang của nó luôn là 33 mỏng nha, 83 ha, chịu đứng là 36.6 rồi, 230 230k chuyển khoản là bao ship luôn, mã C32 luôn nha. Rồi con này thì Casio dành cho mấy chị nữ nè, mấy chị mà thích kiểu dòng thể thao Casio siêu bền này đó. Cái này ở nhà mua như cục pin thôi, giá bây giờ như cục pin đó thôi, nó là pin năng lượng nha. Mấy chị nào đeo đồng hồ làm biến thay pin này đó, cứ pin năng lượng đeo tiếp xúc ánh sáng mỗi ngày nha, hoặc là ít đeo á, lâu lâu cứ tận 4-5 ngày ra phơi nắng lần ha, phơi tầm 8 rưỡi tới 9 giờ là pin nó đủ sạc rồi nha. Đó là cách bảo quản pin cho nó bền ha. Rồi con này là cứ Casio mã là đây LWAM145 là ra nó thôi. Cách in Thái Lan ha. Dây khóa nè, dây cao su mịn nha, màu xám xám nha, màu kiểu kiểu hơi cái màu kiểu nha, xám xám đi. Đó. Mới lắm, mới tinh nè. Giờ thế giới giờ thao báo thức này các kiểu quá nè. Đó. Cái này giờ ở nhà mua như mua tiền cục pin đó nha, đèn nè. Có nhìn em mua cục pin để về lắp những con khác, lẳng nó mua những con này bình thường nha, nó xài pin chính hay không. Đó, pin của dòng Multiband 6 đó nè, mức pin nè. Đèn ok hết rồi. Pin khỏe ha. Rồi con này 450 giá trị như cục pin thôi. Mà về mấy chị nữ đeo mấy này thì siêu bền. Nhưng mấy chị đã từng mua những con này mà cho bé đeo đi học á, ở Việt Nam mà những con mà cặn mới đó, giá hơi rác nha. 1 triệu mấy là bình thường nha. 1 triệu mấy là giá hàng xây nha. Xây 34.6 mỏng 11 đứng nha. 38.4. Mới con này bên Nhật vẫn là 2 triệu mấy 3 triệu bình thường nha. 450 nha, C33. Rồi em lên chỗ nhà đây, một con thương hiệu gì à? Cold Lens, con này nội địa Nhật nha, tự đọc cho nó sang thôi chứ thật sự máy Nhật. Đó nè, dây khóa nè, dập hiệu nè. Con này thì full vàng, dán dán vintage dán xưa, mấy chú nào mà thích kiểu dòng vintage tay vừa này, form này cứ 16 đổ về, tay 16 đổ về ha, là đeo nước vàng nè. Thì đồng hồ mà nó mạ vàng full vàng rồi nữa nha, đeo đi đám tiệc rất là sang rồi, cho dù nó là hiệu gì cũng được nhưng mà nó là nội đi Nhật là thấy sang rồi nha, thấy ok rồi, lên tay nè. Dây nè, dây chưa cắt luôn. Con này là máy Nhật ha, bản chuẩn nội địa Nhật, cọc số học trò mặt trắng, lịch gốc 3 giờ luôn, lịch ngày lịch thứ luôn,
mặt sau đáy sấy nè, đó, còn siêu chưa bóc là nhà biết rồi. Chống nước 10 bát nha, rửa mặt đi mưa được xà băng chuẩn, chuẩn nội địa xà băng luôn. Rửa mặt đi mưa ha, hàng xây lưu ý không bao nước nữa nha. Nhưng mà máy này thì dòng nó cũng thuộc dòng cao rồi, nó sẽ có ron chống nước, đã nắp đáy sấy là có ron hết nha. Anh em mình xài thời gian sau mà hấp hơi nè thì mình cứ đi chủ động đi thay ron, làm ron mấy chục ngàn là nó sẽ chống nước tiếp đấy nha. Nó có nhiều anh em cứ ngại nước hàng xây, nhưng mà trừ phi mình mua những con cơ cổ xưa nó không có ron phốt, không có chức năng chống nước, cái đó là ta không có, là không có chống nước nha. Còn mấy dòng cao giờ là chống nước ok hết rồi nha. Xe 35 nha, đứng luôn là 40 mỏng 8 ly 4. Chỉ là hàng xây là cái giá so với hàng mới thì quá rẻ thôi. Giờ cái nhà kêu người ta bao nước nữa thì kinh phí đâu mà bao nước. Giờ cứ chấp nhận thêm 300 ngàn bao nước. Đó là cứ ai cũng vậy, cứ thích bao nước cứ thì cộng thêm 300 ngàn cho bao nước cho. Nó dễ đơn giản lắm. Tự giờ hàng xây ta bán muốn bán đứt, bán đứt luôn là cứ y vậy thôi nha, cho dễ. Còn nước nôi là ngàn tùm lum hết à. Đó, nên những shop ta bao nước nó sẽ giá trị nó sẽ khác đó nha. Chứ không phải là giá trị nào cũng vậy ha. Cái kính này còn đẹp không sức mẻ, dẫn báo quét lông mèo ha. Phay xước cho thấy rồi, độ mới hàng xây mà nó còn gì. Rồi con này 550 mã C34 nha, 550k C34. Ai kết chụp hình nhắn tin Zalo cho em luôn. Rồi em lên chỗ nhà pin năng lượng đi. Mấy nay thì pin năng lượng ít nha, với lại hàng giờ bên Nhật nó làm nó cũng muốn cạn kiệt cái nha. À, với lại muốn hàng đẹp thì cũng hơi khó. Đấu lô về gác không, lựa ra được có mấy con à. Rồi con này Senko Way Control Solar pin năng lượng nha. Titanium toàn thân tức là thép máy bay á, anh em dị ứng với bản thép inox một hơi muối nữa đó. Chốt mấy này. Con này thì cọc số nha, thấy nhìn nghiêng nè. Ta kêu là thường anh em kêu là cọc số hoặc là kim đung xanh á. À, thì lịch vạn niên tháng thiếu tháng đủ của bước qua ngày mới tháng mới nha. Con này thì em như con này nó chạy từ Nhật về đúng giờ nha, để em coi coi. Giờ chỉ là đổi múi giờ rồi thôi. Đó, 6 giờ 9 phút trước mình 2 tiếng nè, để chút mình đổi múi giờ cho nhà xem ha. Nay ngày đúng luôn nha. Mấy cái này thì nó hay cái là nó chạy chuẩn với cái điện thoại mình luôn á. Nó là hay luôn. Phay xước titanium mới còn phay xước nè. Kính sapphire ha, được cái là núm cổ chai luôn, núm cổ chai vặn ra nè, chỉnh giờ xong đẩy nhẹ cho vặn tới nè. Cái nhìn em chưa biết xài núm cổ chai, cứ tưởng về ấy kéo hoài sao ra chưa có vặn cái nắm cái núm ra mà sao mà kéo được nha. Rồi mặt sau bắt bốn ốc thấy uy tín này. À, con này thì titanium ghi thông số nè, mắc in sao băng nè, lắp ráp tại Nhật. Đó. Nên mà thích bản nội địa nên chốt cái này pin solar nè. Rồi cách chỉnh giờ hoặc là muốn tìm hiểu thêm mấy dòng này cứ báo em. Em gửi video chỉnh giờ cho. Vậy thì thoải mái luôn. Quá dài 20 cũng được. Rồi con này để em chỉnh cho nó về cái. Nói chung mình chỉ là chỉnh về cái phút thứ 58 là giờ của Bangkok nè. Ấn cái nút âm cái nè, ấn 5 giây thôi. Đó, rồi buông ra nè. Đó, nhà thấy kim giật về 12 nè, ấn tiếp nè. Đó, nó về phút thứ 59 nè, 58 nè. Còn ví dụ mình muốn chỉnh múi giờ khác cứ bấm lên đây. Đó, bấm lên, bấm tới bấm lui thôi. Hai nút này tới lui được nè. Đó. Đó là cách chọn múi giờ ha, có nhiều anh em chưa biết luôn á. Rồi phút 58 nó sẽ chạy ngược về 2 tiếng chút nha. Xem bản titanium anh em dị ứng với bản thép inox một hơi muối chốt này chuẩn khóa Senko ha. Rồi con này thì xe ngang của nó coi, xe ngang là 38 nha, xây cũng được cái quốc dân á. Anh em mà dán vintage là chốt cái này ha, đứng luôn là 45.5 mỏng nè, 9 ly thôi. Dây thì dài miên man, đó đang chạy về đúng. Rồi con này thì nó đã chạy pin khỏe, từ Nhật về là nó chạy cỡ này là nhà biết rồi. Với lại reset vậy nếu mà pin yếu là không bao giờ được nha. Có trường hợp anh em chỉnh mấy con này á mà chỉnh không được á, kim bị giật cà giật hoặc là lết sau đó là bị lỗi, có khi là pin yếu nha. Đó, đây đấy, 59 đúng giờ luôn chạy đó. Rồi con này thì em bán nhà giá là 950 nha, mã C36 nha, 950k C36 ha. Rồi đây một con cũng là pin solar năng lượng dòng Citigen, con này thuộc dòng cao của Citigen, dòng cao cấp Citigen. Thì mấy dòng này anh em đã từng xài, nếu mà ở từng ngày xưa mà có người thân mà đi mua hộ hoặc là gửi về á, hoặc là đi mua mới Nhật cái nha, biết rồi. Mấy con này mới phải bên Nhật phải 7-8 triệu nha. Con này thì dòng Citigen STSA luôn, sóng radio ha, lịch vạn niên. Muốn cách chỉnh giờ cứ báo em, mấy này thì dễ chỉnh này, này thì chỉnh ok rồi nha, cọc số có dạ hoàng, toàn thân titanium nghe thấy nè. Thì mình nhìn dưới đèn thấy lông mèo thôi chứ thật sự là không có xước. Có nhiều anh
Anh chị á, kiểu không biết á, hỏi đồng hồ có sước. Sước tức là mình té hoặc là trầy sước nó sẽ thâm vô cái thép ha. Còn này là lông mèo, là mình đeo mỗi ngày thôi, nhìn nghiêng vậy thôi sẽ có lông mèo thôi. Không đáng kể nè, nhìn y vậy là sẽ nó sẽ khác nữa. Tức là sẽ không có vết thời gian nhiều nha. Không có sước nặng chày nặng vô sâu trong ha. Thì em có báo hiệu lông mèo là lông mèo, còn sước nặng thì là sẽ khác ha. Cái này nó còn phay sước. Phay sước tức là cái chất zin của nhà sản xuất ban đầu của người ta nha, ta phay cho nó đồng hồ nó có cái vết nè, sước 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 nè, chứ không phải là bị sước chày nha. Nhìn em nghe sước sước tưởng nè, bên hông mới thấy nè. Nhìn em xài đồng hồ nhiều biết rồi, phay sước là biết ha. Đây, ở đây mặt sau nó là Duratest dòng cao nè, mắt in sa băng lắp ráp bên Nhật nè. Con này thì có mã cứ search Google thôi, thời buổi 4.0 nha, cứ bấm là CDNH 110 là ra này. Con này thì có nhiều dòng lắm, nhưng mà phom này thì ít, phom này ít có lắm, lâu lâu mới có bản, cũng là dây khóa dập hiệu Etisa. Có nhiều anh em hỏi Citizen sao mà cái khóa Etisa, thì tức là cái dòng cao của Citizen nha, Etisa ha. Mặt của nó mở gà, nhưng con này đẹp, kính sao phê lịch dạng niên hết à. Mấy này về chỉ đeo thôi, chỉnh ok rồi, pin khỏe nha, pin khỏe mới chỉnh reset được nha. Xe 35.5 đứng luôn là 42.8 mỏng. Đó, 8 ly 7 thôi. Dây thì còn ok, dây thì dây này 10 18 nha, 18 đeo vừa luôn. Form này thì anh em cứ 17 như em đổ về đeo chắc rồi, nhẹ nữa. Đó, anh em dị ứng cho bản thép inox mồ hôi muối ha. Nên nói chung nên cân nhắc mấy con này, tự nó không có bị kiểu dị ứng tay á, với lại chống chống thấm mồ hôi muối nè, bị rỉ sét nè đó. Thì mấy cái dòng titanium là thiết kế cho những anh em như vậy mà. Rồi 950 luôn, C36 nha. 950k C36 ha. Dòng cao của CDN. Rồi, con này thì Casio, dòng con này nó như multiband 5 nè, nó thay vì là multiband 5 xong mới tới multiband 6 là nó đó. Cũng vậy giờ thế giới giờ thao báo thức này các kiểu. Thì con này sẽ rẻ hơn multiband 6 ha. Này gà sóng radio nè. Trước khi đi em chỉnh giờ ok rồi, con này chỉnh như chỉnh ok rồi. Với lại cách chỉnh giờ cứ báo em luôn. Có giờ quang. Đèn con này thì đề nó dòng trước nó sẽ đèn led, đèn trong nha, tối mình bấm lên sẽ loan cái đèn ra cho mình coi cái số thôi, coi giờ dễ thôi, rồi tối ngày bấm lên là thấy thấy màn hình luôn à. Dây của nó nè, bản dây gút thì tay nào đeo cũng được. Thì dòng multiband 6 thì giá nhà biết rồi, multiband 5 thì giá sẽ khác nè, giá sẽ bình dân. Này cho anh em mà giá thích giá bình dân mà siêu bền thì có máy này thôi. Đây con này thì cứ W VAM480 pin khỏe nha. Độ mới cũng còn ok, về chỉ lên tay nha. Anh em mà đeo kiểu nồi đồng có đá mà đeo đi làm luôn, đeo đi làm việc luôn cũng lao động rồi đó đó. Nó rất là bền luôn nha. Siêu bền mới này, vừa kim vừa tử ha. Rồi xe ngang của nó luôn là 41 mỏng 104 đứng là 45 nha. Anh em nào mà hay kiếm đồng hồ siêu bền chỉ có cứ quánh thẳng dòng Casio thôi, Casio là nó sẽ bền thôi. Rồi 350 C37 nha, 350k C37 ha. Đó, chụp hình nhắn tin Zalo cho em luôn. Độ mới 80% hàng xây gì là cũng được rồi. Đeo coi giờ bừa nó là chùm. Rồi con này multiband 6 nè hả? Thì anh em muốn cao hơn xíu có multiband 6. Con này thì bản dây da nó vậy nha. Dây da zin đó chứ không phải chế độ nha. Zin nó luôn á, Casio hết nè, Casio dập hiệu nè. Thì cái bản mua cho bên 6 này sẽ có bản dây gút, rồi bản dây da, rồi bản dây dù, nó dây dù bản quân đội còn tiếng Nhật nè, cọc số thẳng. Mấy này thì pin khỏe mới được nha, này bán giờ cho nhà giá trị như cục pin này. Đây, đèn pin yếu nha, bấm đèn chừng một hai cái là xong rồi. Kính không sứt mẻ, có vết lông mèo đây nha. Đó, không đáng kể đâu, này anh em kỹ á, sau này nó mờ quá cái này dễ dễ xử lý lắm, ngồi bắt cà na, ngồi chịu khó ngồi bắt cà na bóng à. Anh em đã xài mấy này thì biết ha. Với lại cách hướng dẫn mà đánh bóng kính Mica thì dễ lắm, cứ báo em như có hướng dẫn luôn nha. Rồi con này thì WVA M630 linh kiện phụ kiện sao băng nè, giấy sao băng của Nhật lắp ráp nhà máy là cách in China, tức là linh kiện phụ kiện của Nhật lắp ráp nhà máy đặt ở China ha. Bắt đầu mới xuất về thị trường nội địa Nhật nha. Có nhiều anh em cứ dị ứng nghĩ là China là của Trung Quốc, mà hiện tại bây giờ em khuyến khuyến cáo là nên xài đồ Trung Quốc đi, đồ Trung Quốc giờ cũng là nhất nhì của thế giới nha.
Nó cũng là dạng chip thứ hai thế giới rồi, nên đừng có ngại đồ của nó nữa ha, chỉ có hình mua hàng phách thôi là nó sẽ khác thôi, chứ còn đúng đồ Trung Quốc chuẩn là nó sẽ bền, siêu bền đó nó nha. À, nước sơn cũng đẹp. Rồi xe ngang của nó luôn là 41 chấp chính là 42 mỏng 11 đứng nè, 44.5 44 44.9 là 45 đi đó. Thì bây giờ tất cả thế giới này phải đổ về cho Trung Quốc lắp ráp hết nha, từ iPhone luôn. iPhone giờ cứ mở linh kiện phụ kiện ra thấy cũng là khách in China hết à, nên cả nhà cứ yên tâm, đừng có hại China nữa, thời buổi 4.0 nữa nha. Rồi con này 550 mã C38 nha. Đến nỗi mà thương hiệu xịn sò nha, iPhone nổi tiếng nhất thế giới mà còn phải cách in China mà. Rồi một con Renault luôn. Con này thì pin solar năng lượng. Con này thì có nhiều anh trai trả giá quá không bán nha. Con này tự cái mặt nó dán win tẹt xưa mà cái độ mới nè. Đó, bản full thép phay xước nè. Với lại cái mặt của nó sẽ khác những con Renault kia rất là nhiều nha. Cái mặt này rất là ít. Lịch vạn niên ha, lịch vạn niên. Mấy này thì xài thì nhà khỏi suy nghĩ về pin, với lại về thay pin á. Với lại chỉnh giờ rồi nè, với lại chỉnh lịch này khỏi khỏi suy nghĩ. Tại nó là lịch vạn niên nè, pin năng lượng nè, pin khỏe mới chỉnh giờ mới reset được cho nhà ha. Với lại độ mới này nè. Dán nó dán quân kẹt dán xưa luôn, bản dây thép nè. Mặt sau đây. Vẫn là chạy máy H415 của Citigen thôi. Thì thay vì là hàng Citigen là dòng cao cấp, nó sẽ giá trị nó sẽ cao. Rồi người Nhật người ta mới giá trị cao thì người Nhật ta mới suy nghĩ ra. Còn những người ta bình dân ít tiền ta mua mua cái loại gì đó, mà giống cho Citigen, ta sẽ thiết kế ra Renault nha. Đó, nó cũng là chạy máy vậy luôn, chỉ là khác mẫu mã bên ngoài thôi, giá bình dân đó, chứ không phải là Renault là hàng kiểu hàng điểu của Citigen, không có nha. Nó là vẫn là cái bộ máy Citigen em hay chỉnh á, nhà xài nhiều bên em biết ha, này xài anh em đã từng mua xài biết là nó siêu bền luôn. Dây con này chắc 18 được nha, 17 năm đi, so với mặt thì quá quá dài rồi. Xe ba cái tay 16 đổ về đeo đẹp hôm này, lịch vạn niên ha. Rồi xe ngang của nó thì cứ có 30 36 nha, xe quốc dân xe gắn quân tẹt nha, quân tẹt ngày xưa 36. Ngày xưa tay to tay nhỏ cũng phải buộc phải đeo form gì nè, từ thời cơ cổ chứ giờ tao là sản xuất cái đồng hồ to quá thì cứ mình đeo mình quen thôi. Đứng luôn là 43.9 mỏng 9 ly. Rồi vẫn là 550 nha, C42 550k C42 nha. Nó về giá trị sưu tầm cũng được, tự nó ít lắm, ít có còn thứ kiếm con thứ hai có, nhưng mà chắc độ mới gì chắc cũng ít nha. Rồi Wired nó cũng là thuộc dòng công ty con của Senco nè. Wired pin solar năng lượng vẫn là chạy máy của Senco hết. Có bia thể thao nè, đồng hồ thể thao kim lớn thể thao nè, kim rốn đồng hồ chính là góc 9 giờ nè. Này thể thao khi mà con này nó chạy vòng thì nhích lên kim. Mặt của nó con này thì nhìn có duyên nha, thì cái mặt của nó là xám, có nhiều anh em ta phong thủy cái màu xám này nè, nó nhìn vô là thấy ta thấy thích liền kiểu cái phong thủy của người ta. Cái này người nhà thấy thiết kế không, điểm nhấn khía khía cạnh bên hông nha. Đây dây khóa bản thép, nhà thấy mới dây. Nói chung mình mua con hàng si mà nhìn thấy cái độ mới nó cao mình rất là hài lòng nha, tự mình mua được con cận mới mà giá hàng si. Tức là ít dùng mặt sau đây. Thấy thông số không? Chuẩn nha, em bảo nhà Wired là chuẩn dòng Senco ha. Nhái là nhái công ty Senco, công ty mẹ chứ công ty con nhái chị nha. Nó đã ra cái dòng để bình dân cho những anh em bình dân mà đi nhái gì nữa, nó đâu có nhiều tiền nữa nha, nên ta đâu có nhái mấy công ty con gì, nhái nhá thẳng công ty mẹ ha. Nhưng mà cái này là bản full thép mà máy của Senco, máy Nhật chuẩn nha. Xe 42 đứng 46 mỏng 12.4, kính lồi không sứt mẻ dẫn báo bết lông mèo ha. À, bấm ngừng cái nè, reset nữa nha. Full chức năng á, có nhiều anh em hỏi chạy chạy full chức năng mới bán được nha. Dây nè. Nó dây 10, con này dây 18 thoải mái luôn, 18 19 được á, lên tay. Hôm này cứ 16 đổ lên cho em mà đeo đẹp rồi. Có nhiều anh em kêu chờ em sale mấy này không có nha, mấy này thì chỉ có là đi mua lẻ mới có thôi, chứ thật sự mấy con này mà trong lô thì chắc hiếm, ít có lắm. Trong lô sẽ chạy xước hết rồi, mấy này chỉ mua lẻ thôi nha. Nhiều anh em không hiểu, cứ chờ em sale nè, nó mua lẻ giá phải rác nha, nên con này cân nhắc giá là 1.250.000 mã C39 nha. Nó 1.250.000 C39 nha, bữa bán 1.3 mấy nha. Đó. Bữa 1.3 mấy mà anh em kêu xe bớt thì không có bớt nha, nên đến hồi lúc mình sale thì sẽ sale thôi, đâu chỉ bình thường. Còn con này app money, con này thì
đá ceramic này chỉ là tất cả ok nè, nó chỉ là có chấm ở chỗ kính này thôi nha. Thường đá ceramic kính là kính sapphire luôn nhưng mà vẫn có vết chấm này nha, nhưng mà hàng si không có bao kính sapphire gì nha. Cái này nha, thấy này được cái máy thủy với nhà mua cái giá này là quá bình dân, chỉ có là anh em chờ anh em mà hạp màu trắng thôi. Thật sự con này độ mới thì đá ceramic cái nhà cứ càng đeo càng sáng thôi, anh em đã xài trang sức hoặc là gì mà liên quan tới đá là biết rồi. Đó, giờ giá trị của nó chỉ là bằng nửa cái bên đá thôi, nửa dây dây đá thôi, 1.350.000 ha. Máy thụy sĩ nha, máy Ronda thụy sĩ, như là bữa xít là 6, không ta xít là 6 chân kính mà bữa em báo là tới 9 chân kính nha. Xít là 6 nha, 6 chân kính nha. Đó, trong máy máy pin mà 6 chân kính này nhà biết nó chuẩn, nó đỉnh rồi. Máy cơ nó mới có chân kính mà máy pin có chân kính là máy rất là đỉnh nha. 1.350.000 mã C40 máy thụy sĩ, nắp sau bắt 4 ốc vi tính. Thì đá xe mít cứ đeo đeo vậy nha, đeo cứ bóng hoài vậy, mà với lại mà đeo đi đám tiệc á, mình mang nguyên con đá rất sang ha, nguyên đồng hồ đá rất sang, bấm thể thao nè, chim lớn chạy nè, bấm ngưng nè, reset nè. Rồi cách reset chỉnh giờ có báo em gửi video cho bên hồng. Kính là chỉ có chấm tâm đầu tâm này, nhìn nếu quay tới quay lui dạng như mình cố tình không báo, không bao giờ thấy nha, chỉ có là em bán là em báo cho người ta kiểu mua thuyết phục xíu nha, chứ không phải về cái về có chấm đây nè không báo nè kiểu người ta bỡ ngỡ nha. Rồi xe ngang của nó luôn là 42.8 đứng nha, 52 mộng, 12 12 ly, dây thì dài, dây khuôn đá mà dây dài gì đó ít nha. Con này thì dây chắc 20 được á, 19 đi đó, 19 được rồi, lên tay. Mặt của nó thiết kế mặt trắng sọc ngang nha. Rồi con này em bán nhà giá 1.350.000 mã C40 ha, máy thụy sĩ á, tiền nào của nấy vậy. Rồi một con thương hiệu Rouanet, con này thì chuyên thiết kế cho đồng hồ dành cho phi công nha, công Paris Pháp, trong nước 200 m từ nó nấm củ chai để sấy luôn. Anh em thích bản 6 kim mà dòng lặn lội á, nhái nè, Rouanet Pháp. Cái thương hiệu này là chuyên thiết kế đồng hồ nha, thiết kế đồng hồ cho phi công của Pháp, thế giới cũng được. Con này thì kính không sứt mẻ, dẫn báo quét lông mèo, cái niền của nó xây được nha, niền như đồng tiền nha. Lịch gốc 3 giờ chạy 7 kim lận này, để em bấm thể thao cho nó chạy xíu. Cái là cái kim này sẽ nó có hai kim đây nè, kim rốn đồng hồ chính đây nha. Mặt của nó kiểu cái này kêu màu gì ta, màu mỡ gà đi nha, màu mỡ gà đi, có dạ quang to nha, bản thép bên hông như thấy đúng thiết kế, điểm nhấn cũng rất là độc, dây bản thép hết. Thì cái nhà cứ đồng hồ mà full thép máy Nhật nhà biết xài rồi, nó thấy nó siêu bền này, đầm tay nè, máy này thôi sẽ 42 đứng luôn là 49.6 mỏng 12.9 đó, để cho nó chạy qua dòng em reset kim như thấy. Kính còn đẹp, kính lồi xíu nha, không sức mẻ đâu. Dây thì dài, con này dây thì con này dây chắc 19 thôi nha, báo 19 thôi, khóa an toàn đầy đủ nè, Ronet chuẩn. Mới này như là bên Nhật như mới 30 mấy ngàn yên là 7 triệu mấy nha, 7 triệu mấy từ Việt Nam mình luôn á. Nên là mình mua hàng Xi quá ok rồi, ta đã lỗ rồi mình xài đâu lỗ nha, có mấy trăm ngàn. Ngày xưa cái nhà mua con đồng hồ một con thôi, một con đồng hồ, bây giờ cái nhà có thể mua cả chục con đồng hồ nha. Mà đúng là vậy luôn, giống ngang ngửa nha, reset nữa nha, thấy kim này reset đó, full chức năng đó nha. Rồi con này thì em bán 1.150.000 mã C41 nha, 1.150.000. Thôi con này hôm nay em sale vui chỗ nhà luôn, con này thì 1.050.000 đi, không con này 980.000 đi nha, thích là mình sale thôi. 980.000 C41, 980.000 C41 nha, cho anh em mua sưu tầm ha, độ mới cũng vào ok, 80-85 chậm nha. Rồi em lên kính cho nhà ha. Thì đầu tiên nha, đầu tiên thì bữa giờ anh em cũng hỏi này nhiều, kính thì lâu lâu về mới có mấy này. Thì này hình như là theo em được biết là kính này là kính lúp nha, nó có lúp, có độ có lúp chứ không phải là kính kính mát kính tâm nha. Con này thì đọc cái nó vậy nè, đó, nó vậy nè, nó có cái độ hít ở sau, tức là cho mình đeo vô nguyên cái lỗ tai mình giữ lại luôn đó, mình để hoạt động nó có hít ha, rất độc luôn đó, thì nó vậy nè. Đó, kính lúp nha, bật lên được cái gì đó, đúng rồi, bật lên được chống mũi nè, kính lúp nha, rất là ấy luôn á, không biết độ nhiều nha, không biết độ lúp nhiều mình không biết.
Rồi xe ngang của nó luôn là 10, nói chung 12.5, nhưng mà mặt cỡ nào cũng được, tự này là nó giãn mà, giãn mình đeo mà. Có đồ giữ đây nè. Rồi một cây này, nếu mà cái nhà mua lẻ là sẽ là 150k ha, mã H46. Ừ, thì cây này cũng vậy luôn, hai cây giống nhau thôi, không có khác gì đó. Ừ, cũng là hết gì nè, đầu hết 150k H63 ha. Xe ngang cũng là 12 luôn, 12.5 nè, 12.5, 12.6 vậy đó. Nhưng mà mặt to được hết. Đây là một cái kính lúp, cái mắt kính nó còn đẹp nha, có báo ấy. Mình bán cho nó ấy còn đẹp, không có choáng tầm nhìn. À, nếu mà mua lẻ nha, còn em sẽ ưu tiên là bán 3 cây lượt luôn. Cây này thì cái nhà mua lẻ thì vẫn là giá 100. Cây này thì nó cũng là một dạng kính lúp, nhưng mà nó thuộc cái gọng này luôn, nó cũng dính luôn cái gọng rồi luôn đó. Thì nó kính thì nó sẽ có báo này nha. Ừ, nhưng mà cũng không có án tầm nhìn gì đâu, tự nó là cái lúp mà mình đâu có đeo thường xuyên, nó cũng có lông mèo, nhìn nghiêng gì nó mới thấy nè, còn nhìn thẳng gì đây thì không có rồi. Nếu mà bán kính mà kiểu mình ảo diệu xíu rồi nha, quay thẳng gì đó khó không có thấy đâu nha, nè nó chỉ là quay nghiêng gì thôi, dưới ánh đèn nè có lông mèo xíu nè, đó có báo ha. Để mình em mình nhận hàng cho, ừ, cho nó đúng hàng, giá trị cũng có nhiều, có 100.000 nó qua nó lợi cũng hay. Nó một cây này thì cái tình trạng nó vậy, với lại nó mắc một cái hai cái ve ve chỗ này nè, về mình có thể thiết kế cao su vô để hai cái niệm để cho nó im cái lỗ mũi mình thôi, chứ không cũng quan trọng nữa. Rồi thì thay đó thì em sẽ bù vô cái coi cái này thì em nghĩ không biết nó làm gì, mà nó hình như nó cũng vậy, nhưng mà sao nó không không có chồng, hoặc là nó lắp thêm một cái giống vậy nha, lắp thêm một cái nè, nó rời á, dạng lắp thêm cái rời á, mình không biết nha, hoặc là lắp cái kính đen vô tùy theo mình đó, nó cũng là vậy nè. Rồi em sẽ bù theo là hai cái này là 100.000, nếu mà mua lẻ là 100. Nếu mà ưu tiên cái nhà mua cái này á là em sẽ bán là 330k nha, 330k nếu mà ưu tiên combo ha, nếu mà cái nhà lấy combo anh em mua ưu tiên á, đặt lại cọc liền nhé nha. Còn cái này thì mà cái nhà hẹn thì thua nha, 330k nè, mã ưu tiên đi, ưu tiên á, ưu tiên. Ừ. Rồi ai kết chụp hình nhắn tin Zalo cho em, đó là kính ha. Rồi em lên chỗ nhà đây, em lên nhà kính cổ đi. Thì anh em mà dùng kính á, kiểu mình không có dùng kính cổ thì sẽ mấy cái này thì không giá trị đâu. Mấy cái này thì kính mạ vàng. Cái giá trị bây giờ mình mua mấy con này thì như mua cái tiền vàng đó thôi nha. Con này thì cây thương hiệu Nikon. Đó, nhà thấy thương hiệu là biết rồi, chuẩn nội địa Nhật. Nước vàng nó mạ thiệt, nó mang tiếng mạ vàng, nhưng mà nó còn y hơn những con bọc vàng thường đó nha. Nó dày cùi chưa có vết gì đó, nó thuộc dòng kính cổ. Kính này chắc cũng em nghĩ chắc cũng ngang ngửa tuổi em nha, nó thuộc dòng dáng xưa, huynh trẹt xưa nha, thấy tầng nước vàng nè. À, nước vàng đẹp là báo đẹp nha, còn mà bong chóc thì sẽ báo, cứ yên tâm mua bên em ha. À, này về xì ba mấy cái góc cạnh nhỏ cho nên cho nó cái vết kiểu dơ đẹp nè, hay lại cái dáng con này rất là cổ luôn, nhìn rất cổ luôn, tiền nào của nấy ha. Một cái cây kính mà nó mạ vàng mà bong chóc, bọc vàng bong chóc tùm lum tùm ba, cái nhà mua phải 500.000 tiền vàng của người ta rồi. Ừ, mà thấy điểm nhấn hai cầu đó, cho mấy chú mà kiểu thích dòng kính cổ xưa nè. Cái mắt này thì về phải đeo, vừa đeo nha, còn mắt này thua rồi, mắt này đẹp quá, mắt này đúng đúng mắt Nhật nha. Nếu mà vừa chú nào mà đeo vừa là hời luôn, mắt này kiểu nó độ, nó lão cận này. Thường mấy kính này, với lại thường nha, em nói luôn, mấy kính mà gọng xịn á, mà người ta mà lắp cái kính độ kính lão là cái gọng nó không có thường đâu. Tự người ta phải, nếu mà cái nhà bỏ ra mấy trăm ngàn hoặc là 1 triệu bạc lắp một cái kính là phải cái gọng phải xịn mới, ta mới bỏ tiền vô cho xứng đáng để lắp nha. Có nhiều anh em hỏi cái gọng ngon hay không mà nữa, có kính lão mà nó gọng ngon hay không, mà gọng rất là xịn nha, nhà mình cứ lưu ý để ý khúc đó nha. Đó. Thường dù mình cũng vậy thôi, mình phải lựa cái gọng xịn mới lắp được cái kính để mình đeo chứ, đeo đo cho vừa mắt mình chứ. Xây ba xây 13.7 nha, vậy mới nhảy 3.8 vậy đó. 500 mã H69 nha, 500k H69 nha. Nó là mạ vàng toàn thân dày cùi à, chưa có vết gì, con này cũng mạ vàng luôn. Cũng là bảo bản thương hiệu nội địa Nhật. Suiho, anh em là xài kính nè, Suiho nè. Con này thì có GB là cái nhà biết rồi, GB rất là mạ vàng này, nước vàng nè. Đó. Mấy cái chui còn ok hết rồi, mấy cái ve của nó này ve zin nó luôn cái gì nha, để em cho nhà mấy chú xem kỹ nha, ve chữ N, ve zin nó luôn, ve vàng nữa. Mấy cái ve này nha, NI nè,
Tự giờ em mới biết mấy cái này là mấy cái ve, chứ ngày xưa mới á, nhà xem kênh em nhiều em có biết mấy cái này là gì đâu, em kêu mấy cái nút chứ không à. Giờ anh em chỉ với lại mấy thông số nè, bữa anh trai anh chỉ 51 15 135 là sao nè. Với lại ha, giờ em cứ đo nha, đo trái cú nha, chứ giờ có nhiều anh em cũng đâu biết đâu, em đọc gì họ cũng đâu biết, nhưng mình đo ngang xoay ngang cho người ta dễ. Nó cái gì, ví dụ mình truyền đạt cái thực tế cho người ta, khi mà người ta nhìn ta xem thấy người ta cảm nhận được cái thực tế, còn mình đọc ở vậy là cũng mù rồi. Những người ta không gành kính là cũng mù luôn nha, 51 15 135 đó. Những người ta gành kính ta sẽ biết nha, nhìn thông số ta biết liền, còn những người ta không gành kính á mình đọc cũng mù luôn, y như em ban đầu thôi đó. Nhiều lúc nước vàng nha, nhiều lúc phải thực tế, mình phải truyền đạt thực tế cho người ta luôn nè. Cái điểm nhấn nè, nước vàng ok, không bong chóc vậy đó nè, kính mà quay kỹ vậy thôi như vậy, chứ không phải quay cho có nè rồi bán hên xui không có được nha, bán đúng giá trị ha. Dù bán rất lợi thì mình sẽ sell tiếp thôi, bình thường nha, hàng si mà mình chấp nhận chơi phải có cái lời có lỗ, với cái nào lời cũng lời ai cũng đi đấu nha. Rồi xe ngang 13 nha, 13 cũng độ lão ha. Kính này thì bên nếu mà anh em đã từng lắp cái kính ở Việt Nam mà có cái hồng hồng biết giá trị rồi, chỉ có là một cái gọng xịn người ta mới lắp được cái kính để ta dùng, người Nhật ta dùng ha. Đây rồi 350 mã H70 nha, 350k H70, thương hiệu cũng nội địa Nhật, thương hiệu Zuiho. Rồi con này thì 350 H70 xịn sò, kính kính xưa kính cổ. Rồi em lên chỗ nhà cây kính mát kính râm, con này thì có lớp chén gương ngoài nè, nó thấy thấy ngón tay không? Này thì kính mát kính râm ha, là thấy cái ở trong cái gọng nó mà có cây thép là thấy nó xịn rồi. Đó. Cái này là một cái kính Nhật nha, cho dù nó là một cái dòng thời trang mà kính mát kính râm ở nhà đeo cái kính cũng phơi, cái mắt của nó cũng phơi nha, đeo đã lắm, đeo mát mắt, đi đường chống bụi cũng hay lắm. Ừ. Này dành form này nam nữ dùng chung đây đó, nam nữ dùng chung form nó dán nha. Đó. Rồi xe ngang của nó để em đo coi, xe ngang con này 14 nha, 14 nhưng mà để em đeo thử nha, tự to quá. Ơ, 13 mấy được nha, 13 mấy đeo được hết nha, 13.5 đeo được, 13 14 hơn đổ lên cũng được nữa, cứ 13.5 đổ lên đi. À, chính mát kính râm còn mới rồi, 150k chuyển khoản là bao ship H66 nha, 150k chuyển khoản hết với bao ship nha, còn cái vụ chuyển khoản hết em có báo lại luôn, thì cọc 100k 200k gì đó là cộng ship, tự có thu hộ là cứ cộng ship nha, tự còn chuyển khoản hết á, cho dù bên em kính mà 80 70 chuyển khoản hết cứ bao ship đó, anh em mà được cái gì như mình đã hỗ trợ ship rồi, nên nhiều lúc kính á, nó giá trị nó rẻ nha, nên mình trước khi chốt mình cân nhắc kỹ giúp em ha, để có công vô chi ly có 20-30 nữa rồi tiền ship tùm lum tùm ba không bán được cái kính này. Rồi một cái kính thương hiệu Paris Pháp, này kính này thì này em thiên về cho mấy chị nữ thôi, mấy chị nữ nào mà thích kiểu một cái dạng kính mà cái này kêu gì ta, cái mắt rất là độc lạ nha, cái mắt thì cái nhà khỏi chơi rồi, mắt xịn nữa này, màu hơi trà lọt xíu, hoặc là mấy anh nam, nhưng mà cái này thì thiên về mấy chị nữ, nhưng mà mấy anh nam đeo được hết nha, nè nó không có cái gì để gọi là nữ tính nhiều hết á. Đó nè, nước vàng rồi, mạ vàng toàn thân luôn, mắt kính mát kính râm nha. Cái này thì à, hiệu nữa nha, thương hiệu Paris Pháp, này thì hôm nay em hạ giá 250 là quá ok nha, thấy đúng giá trị của nó rồi, ba cô gì đó thương hiệu Paris của Pháp mới nè, cái ve ok hết rồi, cái dáng cũng lạ. Rồi này dành cho mấy chị nữ thì mấy nam được hết, nam nữ dùng chung form này, xe ngang của nó luôn là 13.8 đó, 13.8 3.7 nha, không có thiên về cho mấy chị nữ nhiều đâu, nhưng mà đeo mấy kính này đi đường là đúng. Với lại mình đeo kính bây giờ kính đại trà quá, mấy form này thì ít rồi, đeo mấy kho không đụng hàng, chỉ có mấy form gì thôi đó, 250 mã H62 nha. Cái mắt thì khỏi chơi, mắt còn dính keo lâu rồi, mắt đẹp, kính xịn của Nhật, thấy cái chồng nó sáng lắm. Rồi cây này thì kính thể thao, mắt cũng còn ok, mắt đẹp nè, mắt còn đẹp ha, nhưng mà hàng si nha, em có báo đi, dù hàng si á nhiều lúc mình quay cũng không kỹ, có nhiều lúc vết lông mèo, nhưng mà không có án tầm nhìn là có là chuyện bình thường nha. Đó, mình đeo kính hàng si mà mình phải chấp nhận, tự trong lô mà sao làm tránh khỏi nè, có vết lông mèo đây nè, nhưng những vết này em thấy sẽ báo liền nè. Còn có những vết nhỏ 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 cái nhiều anh em ta kỹ tính, nhưng mà Nguyễn mình đeo vô mà không án tầm nhìn là ok nha, cái hàng si mà giá trị không có nhiều rồi, nên mình phải thông cảm cho những cái shop ha, đó thì có em sẽ thấy em báo là thật cho, bởi vì nhiều lúc em quay kính phải kỹ xíu nha. Đó, nên
mua cho nó vừa ý bên đây nha. Ừ. Rồi con này kính thể thao, dáng này đeo đi đường hoặc đi chơi cũng đẹp, chụp hình cũng đẹp nha. Nó là dạng kính, một dạng mẫu kính thời trang của Nhật á, nhưng mà nó rất rất xịn nha. Nè, nha thấy mấy cái này nè, chất thép của người ta nè, nó xịn chứ không phải như Việt Nam mình mấy chục ngàn đeo một lần một dục nữa nha. Rồi kính máy kính râm luôn, một xe ngang 13.5 nha, 13.5. Rồi, 150k H65 chuyển khoản bao ship nữa. Rồi một cây này, một cây kính trắng nha, mắt trắng. Mắt là tức là không có độ gì đó. Thường mấy kính này là ở bên Nhật ta bán về để ta đo mắt kính nha, mắt kính ta đeo á, nhưng mà con này thì cái toàn thân của nó là nó mạ kiểu cái màu như đồng cổ vậy, nhưng mà nó không phải đồng nha. Như anh em cứ tưởng nó kính bằng đồng, không có nha. Này mạ đồng nhưng mà nó độ mới thì khỏi bàn này. Cái dáng này thì cái dáng của những cây kính lão kính độ đó, nhưng mà nó là mắt trắng, nếu mà đeo về mình đeo đi đường cũng được, mắt trắng mà ai đeo cũng được. Rồi sau này mình có độ có lão á, mình lắp chồng vô, lắp chồng đo độ của mình vô. Thì giờ hiện tại mình chưa có độ có lão, mình sẽ không kiểu như mấy này thì chưa có giá trị thôi, đến hồi cần rồi á, sắp tiền ra hiệu ha, làm xong cái kính là cũng phải đeo được phải triệu mấy nha. Còn mình muốn mua bừa mua đại á, để đeo vào đúng cái lão mình á, thì cũng phải 350 nha, 350 này anh em đã từng cận lão biết ha. Ừ, còn mà muốn cái kính mà xịn luôn là phải triệu mấy, 2 triệu chỉ bình thường. Rồi con này thì 180 mà H61 nha, 180k H61 chịu lưu rộng mới lắm, mới tinh, cái màu cũng đọc. Xe ngang của nó 14 nha, 14 ha, điểm nhấn trên đây hả. Rồi 180 chuyển khoản bao ship H61. Rồi cây này thì dành cho mấy chị nữ, cây này kính thương hiệu mà, kính hiệu Lancair nha, Paris Pháp, mạ vàng toàn thân, thấy điểm nhấn cái máy nút này thấy là nó đã xịn rồi. Cái này thì cái mạ vàng xịn là bình thường nha, nè thấy điểm nhấn nè. À, chứ hàng hàng phách hàng ba ke mà người ta cũng đâu có làm mấy cái mạ vàng xịn gì chị, mà nếu mà có phách ba ke cũng nên xài luôn, xài mấy này luôn, tự cái nước vàng của ta nha, cầm cái kính lên này thấy nè. À, này giờ bán như cái giá trị phổ vàng thôi, nhưng mà cây này mà cây kính mát kính râm dành cho mấy chị nữ ha. Ừ, 250k không bao giờ mua được cái kính để đeo cho mấy chị ở Việt Nam đâu, mấy anh nên mình mua tặng mấy chị là chuyện bình thường nha. Thấy cái mắt của tao, cái mắt này ở nhà thì 250 thì không bao giờ rồi, không bao giờ là gắn được cái mắt cái gì rồi. Ừ, với lại nước vàng này thôi là đã dư tiền nha, bởi vì kính si nó quá rẻ mà giá trị nó thấp nữa. Nhiều lúc anh em vô Chile mấy chục ngàn thì nó mắc cái đẳng cấp của mình nha. Nhiều lúc anh em đã từng mua bên em đó, em tặng cái giá trị nó còn hơn cái mấy chục ngàn nữa. Đó, nhiều lúc mình trả mấy chục ngàn vậy chứ mình mắc cái thương hiệu á, mắc cái thương hiệu mua hàng của mình mà mình mất đi cái giá trị cái quà tặng đó. Ừ, chứ không phải đơn giản ha. Đây mấy cái ve hiệu của luôn. Rồi cây này thì xứng đáng vậy, cây này em sale luôn 250, chứ cái này dành cho mấy nữ, mà mấy nam thích mình đeo cũng được, đeo cũng không phân biệt nam nữ nè. Mấy cái chui này thấy nó cũng không có gì để gọi là nữ tính nhiều đó. Ừ, xe ngang của nó luôn là 14 nha, 14 nha, mấy chị mà phải mặc phải to ha, mấy nam nhìn nó chắc. Thương hiệu Lancair là biết chuẩn rồi, thương hiệu Paris Pháp ha. Nó là một con titan luôn, nó gọng titan mạ vàng cái gì, phải titan không ta, BAGB là gì ta, bọc vàng mạ vàng nha. Ừ, rồi con này 250 này siêu rẻ đó, nên em cứ tìm hiểu thêm con đó là bỏ qua đó ổn. Cái này cái kính mát kính râm kính đen nha, kính đen nhưng mà cái khung của Nhật nha, thấy khỏi chơi rồi. Anh em nào mà kiểu thích kiểu kính siêu bền mà đi đường á, khó gãy nè, chứ mày thôi mấy này thôi, nhìn bản lời là năm chấu luôn. Mấy cái mắt Nhật nó xịn lắm nha, lau cái là để coi nhìn nghiêng mắt này cũng còn đẹp, không án tầm nhìn luôn nha. Dù vẫn có quét lông mèo, em vẫn có báo quét lông mèo, nhưng mà cái kính ta cũng phải cái mắt phải 85%, nói chung mình đeo được chứ không phải, còn mà mờ quá thì thua nha. Cái kính mắt nào kính mát mà mờ quá thì có báo thôi, có đó mờ quá thì bán theo giá trị gọng thôi. Nhưng mà cái cả nhà mua có 180k là như cái mình chốt cái gọng rồi, nên mình nhiều lúc cái kính mà nó có mờ quá thì mình cũng bỏ qua cái nha đó. Nhưng mà cái này thì kính ok rồi, kính này thì giá trị ok nha, 180k nhà mua cái một cái kính mà kính đen kính mát, đeo mát râm đi đường chống bụi hoặc đeo chụp hình cũng đẹp. 180 mã H59 nha, 180k H59 ha. Xe ngang của nó luôn là 10
13.13.3 nhưng mà mặt 13 năm được hết nha, 13 năm 14 được hết nha. Máy này kính mát kính râm mà. Rồi, 180H50 59 nha. Rồi cây này thì em nghĩ là nó sẽ là một cây kính hàng hoặc là cây kính ngủ gì đó. Có nhiều anh em hay kêu là cây kính này để đeo ngủ hay sao không biết. Mà nó đen thui, với lại cái mắt của nó nhìn kỹ là nó sẽ màu màu xanh xanh gì? Xanh rau muống nha. Nè. Đó, mắt xịn nha. Chất thủy tinh luôn. Chất 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 chất. Cái gọng đây. Ví dụ anh em mà không thích thì sau này mình lắp cái gọng khác, cái gọng này khỏi bàn rồi, nè, năm chấu nha. Giá trị cái gọng thôi nha. Nhiều lúc cái gọng Nhật mình mua cái gọng Nhật thì chắc 130k chắc không có nha, không khó rồi. Đó, nếu anh em thích thôi, 9 người 10 ý. Và đeo con này á, đi đường bình thường nha, tự nó tối quá thôi, chứ mình ra nắng cực nắng á, nắng kiểu nắng quá đó, đeo bình thường. Nói chung mà đeo đi đường chạy bình thường. Còn mà vô tối thì thua, tối nó tối thui nha, hoặc là mình đeo hàng, em nghĩ đeo đi hàng cơ khí chắc cũng được nha. Tự nó đen nó tối á. Nó độ kính mát kính râm nhưng mà nó tối thôi. Rồi xe ngang này 13 13 5 13 4 gì đó. Đó nè, 130 H58 chuyển khoản bao ship với lại cái nhà 150k nhà mua cái gọng cái độ mới nó gì nè. 130k chứ. Đó mà chuyển khoản bao ship nữa thì chắc đi Việt Nam đi soi soi đèn đốt đốt chắc cũng ít như vậy. Ở cây này thì kính mát kính râm kính thời trang Nhật mà nó có cái gọng của nó như thấy nè. Này. Đeo chụp hình hoặc là đeo kiểu á, kiểu nào được. Cái mắt thì khỏi bàn rồi, mắt sáng nè. Đó. Dính bụi thôi nha, nè, lau rồi nè. Như cây kính mới nha, như một cây kính mới vậy. Rồi, một cây kính kính đen ha, đeo đi đường chống bụi đi trời nắng. 13.13.6. 80k thôi nha, H57 80k H57 mới tinh nè. Tiền nào của nấy. Nhẹ. Rồi. Cái mắt thì hơi 80 thì chứ mua không được. Nói chung cái nhà mua về cầm cái kính cảm nhận nó biết nó xịn nha. Cái này thì cho thời trang của mấy chị nữ nó cũng vậy nè. Đó, chủ yếu là cái mắt thôi. Đó. Đây, mấy cái chốt của nó nhìn chắc này dẻo có thông số nè. Nó thời trang Nhật nhưng mà thông số đầy đủ nha. Là cho mấy chị đeo chụp hình này là quay phim này nọ kiểu dáng này, thì mấy cái này thôi, mắt kiểu như mắt mèo cũng vậy. Đó. Mắt mèo sao nha. Này thì toàn thân nó thiết kế như đá ha. Kiểu đồi mòi mã não đá xe ngang của nó luôn là 10 13.3.6. Rồi dành cho mấy chị nữ 150H56 150K H56 mấy anh mua tặng mấy chị cũng được. Tự mình nói chung là nó đồng ý là mang cái mát hàng si thiệt nhưng mà nó là một cây kính Nhật xịn nha. Đây, nhìn thấy cái mắt nè. Nói chung mấy cái này thì em đã thử rồi, kính mát mà thử mình không án tầm nhìn nè. Đó, giá trị bán đúng giá trị cho chia sẻ thôi. Đây, đó, thiết kế màu vân da beo mới nha. Quay chi tiết là thấy cái mới nè. Nếu mà cây kính mà nó đeo nhiều nha, thấy nó sẽ phai tùm lum tùm la, mấy số này sẽ không còn hết rồi. Còn cái kính này nó dạng kính trưng bày của Nhật luôn rồi. Và giá trị vậy thì mua đúng đúng tầm tiền đó nha. Chuyển khoản rồi bao ship nữa. Mấy shop khác thì 200 300 cái nhà chuyển khoản người ta mới bao ship hoặc là hỗ trợ ship người ta, chứ bên em kia 150k nè, chuyển khoản là bao ship luôn nha. Tính ngay kính là đâu có còn nhiều tiền ha. Nhiều lúc mình đừng có chi ly chi mấy chục ngàn nó không hay nha. Mất cái thương hiệu của mình mấy chục ngàn đó thì uổng. Xe ngang của nó luôn là 13 13.2 nha. Rồi 150H55 nha. Có nhiều anh em có 20-30 ngàn gì đó tiền ship á mà không dám mua con đồng hồ luôn nha. Phải là ngàn mấy đó thì không hay nha, nên em cũng không bán đâu. Đó, nhiều nhiều lúc có khi mấy anh em á trả giá gì em cũng không bán nha. Con này thì kính này cái dáng này là dòng thể thao ấy nha, đeo chạy xe đạp là vô tư nha, màu trà trà trên đây đậm trên đây lợt xíu. Đó, kiểu trà tùy theo mình muốn coi trên đây thì nè, nhìn cái góc nè đậm thì dạng vẫn có lông mèo nha, nhìn nghiêng nè vẫn có vết lông mèo xíu nè, nhưng mà không án tầm nhìn đâu. Em có thử rồi, thử lại coi đúng rồi nha. Nó vô mát mát mắt. Mấy này thì thiết kế như đồ mồi mã não về xì ba lao cho bóng, này kính này cũng mới rồi. Rồi cái dáng này thể thao nha, 150 mã H54 nha, 150K H54 xe ngang của nó luôn là 13, con này 13.13.7 13.8 gì đó. Rồi 50K H54 ha. Rồi thì bên em vẫn là cọc chuyển khoản mới đi hàng nha, còn nếu tin tưởng em á chuyển khoản hết bên em bao ship ha. Rồi xin chào nhà nha.